Kính chào quý khách hàng. Mấy hôm nay Lubu lo tập trung nhân lực để làm cái loa full PA đánh sân khấu để cấp cho một cái dàn nhạc ở trên Bình Dương. Thì hôm nay là xong việc rồi. Thì sắp tới em sẽ đăng video chi tiết và giới thiệu từng mẫu mã cho mọi người cùng xem ha. Thì nhân tiện hôm nay trả đơn cho anh Định ở Thủy Nguyên, Hải Phòng. Ảnh ghiền cái con này nè mọi người, cái con vang số K45 Plus. Anh xem video review của bên em cũng như là tháo ruột tháo gan rồi giới thiệu, và đặc biệt là test cái effect của con này hát trên cái bài mà nếu em được chọn lựa đó, anh ghiền quá chịu hết nổi rồi. Nhà anh đang dùng là S690 nhưng mà anh muốn trải nghiệm cái con này, mua thêm con nữa về so sánh cho nó gấu như nào hay mọi người ha. Bộ dàn em sẽ test trong video này cho anh Định cùng xem. Cặp loa sẽ là CAF X12 Pro. Model CAF hiện tại em còn bán duy nhất là một model này nha mọi người, CAF X12 Pro. Con này là bass trap của Lavosi Italy nha mọi người. Con vang thì con vang thần thánh thì em vừa mới giới thiệu. Micro em đang sử dụng sẽ là Shure Beta 58A. Con này là đời mới, bây giờ là Made in China nha mọi người, tức là nó sản xuất tại Trung Quốc. Mexico thì em không biết ha. Bên em là bán hàng của Tiến Ngọc, hiện tại là chỉ có Made in China thôi. Phía dưới con vang sẽ là con quản lý nguồn T1608, sẽ có giá là 3.400.000 đồng. Và phía dưới sẽ là con đẩy CAF TS28. Con này giá bên em đang rất là tốt ha mọi người ha. Bây giờ thì em sẽ cố định cái góc máy quay sao cho nó thu tiếng cho nó ok nhất, cho mọi người cùng nghe thử cái con vang này cũng như là con micro kia xem nó như thế nào nha mọi người. Mọi người có để ý cái góc máy em để nó xéo xéo vậy là biết tại sao không? Là do sau một thời gian em quay đi quay lại các trò các kiểu thì em mới phát hiện được rằng là mình đặt cái góc ở như vậy nè, tức là cái đuôi chỗ tay em chỉ nè, nó hướng vào một cái loa bên trái, cũng như là cái camera chỗ cái tay em chỉ chỗ cái mắt cái điện thoại mọi người, nó hướng vào cái loa đằng kia thì nó sẽ thu được cái chất lượng tiếng là em cho rằng là nó rõ nhất. Tại vì em đã gọi là đã kinh qua nhiều kiểu quay rồi. Beta 58A nha mọi người. Mời mọi người nghe bài hát được mang tên là Trả Lại Thời Gian. 6, 7, 8, 9, 10. Xin ra nhớ ngược về quá khứ, chợt lén lén suy tư bao năm thầm kín trót thương tao tiếng những đêm sương lại nghe trái sầu rớt vào tim hương đắn nhiều mái tóc xoa bờ vai tình khôn lớn nuôi chờ quá dài lòng vẫn u hoài nghĩ chuyện tình đổi thay đời ai biết được ai chia ly là hết xót xa nhiều cũng thế nếu mai sau gặp xin cúi mặt làm. Thấy ok mọi người, đối với micro Shure thì đặc tính của nó là cái tiếng nó rất là rõ, và đặc biệt là nó không có dày đến mức mà nó gọi là nó dày đến mức mà ép tim đâu ha, là không có chuyện đó đâu ha. Shure đặc tính của nó là như vậy, bởi vì cái tiếng của mình như thế nào là nó ra như vậy. Như mọi người nghe tiếng em đang nói trực tiếp vào điện thoại nè, thì nghe nói như vậy thì làm sao mà muốn nó dày thêm nữa thì lấy đâu ra, đúng không? Giọng thì nó mỏng lét thì làm sao mà dày được. Thì tương tự, giọng ai dày thì micro nó sẽ ra dày, còn giọng ai mỏng thì micro nó sẽ là mỏng. Đặc điểm của những cái thằng micro Shure, ví dụ như là Beta 58 là như vậy. Con này là mình có thể dùng trực tiếp cắm vào vang là mình chơi luôn, không cần phanh tông phanh tiết gì hết ha mọi người ha. Con này thì tiếng rõ, hát nhẹ, em thấy là hát rất là nhẹ nhàng, thoải mái, hát lớn không bể, không vỡ. Con này là tiếng cực nét luôn ha mọi người, nét như Sony luôn. Thì mọi người vừa nghe qua là tiếng của em hát đó, tiếng em hát thì nó không có hay nha mọi người, thì như mọi người nghe là để tham khảo thôi. Thì mọi người thấy thích thì cho em một like.
thấy thích cái con vang này cũng như là thấy cái effect cái con này dễ chịu, ok thì cho em một like nhé. Riêng K45 Plus khi em set cho khách thì sẽ có ít nhất là 4 chế độ. Còn những quý khách hàng nào mà muốn set nhiều hơn nữa thì em sẽ quất nhiều hơn nữa. Nó có nhiều em làm ráo hết luôn ha. Thì chủ yếu chỉ là Echo Reverb, mình gia giảm theo ý của mình ít nhiều thôi. Ai ở đâu thích Reverb thì cho Reverb nhiều, thích Echo thì cho Echo nhiều, đơn giản dễ hiểu ha. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem qua video clip này.